Rồi, thì đây là một cái gói chuyên trị về đường ruột cũng như là bong bóng cá mọi người ha, bong bóng ở cá. Thì đối với những anh em nào chúng ta chơi cá mà bị những cái trường hợp giống như là cái anh này, anh Thanh Triều, anh nói là tư vấn giùm em con cá bị đớp bong bóng bọt khí qua mang, tìm hiểu trên tất cả diễn đàn mà không thấy ai chỉ cách trị. Cảm ơn anh Thanh Triều đã hỏi câu này ha. Thì hôm trước em cũng đã định làm clip này để chia sẻ với chúng ta rồi, tại vì á mà thay vì anh em nhắn tin qua cái số của em để mà hỏi thì trả lời từ người nó cũng mất thời gian của mọi người, đặc biệt là những trường hợp mà bị bong bóng hay là bị đường ruột, thì chúng ta chữa càng sớm thì cái tỷ lệ thành công nó càng cao đó. Mà đợi mà nhắn tin qua lại các thứ để hướng dẫn thì nó rất là lâu đó, cho nên là em sẽ làm cái clip này, dự định làm clip này lâu rồi, nhưng mà hôm nay thì sẵn cái câu này em sẽ làm, câu hỏi của anh này em sẽ làm hướng dẫn cho mọi người ta luôn ha. Đối với những con cá bị ngớp bong bóng, tức là nó ngồi lên mặt nước và nó đớp bong bóng xong nó thả khí qua mang, thì đó là biểu hiện của con cá bị đường ruột hoặc là bong bóng nó có vấn đề. Bong bóng là cái cơ quan để mà điều tiết cái khí trong cái bụng con cá để giúp cho con cá nó thăng bằng, bơi ở cái tầng nào, giống như là bơi lên mặt thì nó sẽ ở giữ cái tầng mặt, bơi xuống đáy nó sẽ giữ cái tầng đáy ha, nó điều tiết giống như một cái tàu ngầm á, để điều tiết đó. Thì khi mà con cá của mình nó có biểu hiện đó, hoặc là nó bơi nổi lưng lên mặt nước hoặc là chúi đầu, thì đó là biểu hiện của cái đường ruột có vấn đề hoặc là bong bóng con cá có vấn đề anh em ha. Thì cái nguyên nhân mà dẫn đến những trường hợp này thường là bị sốc nước, thả cá không đúng quy trình, vận chuyển cá không có đúng cái kỹ thuật, dẫn đến con cá bị tông, bị nhảy hay là bị va đập mạnh, nó sẽ dẫn đến cái ảnh hưởng tới cái đường ruột và cũng như là cái bong bóng của cá, giúp cho làm cho cá là không có giữ thăng bằng được. Một là bơi chúi đầu, hai là bơi nổi đầu lên, ba là nổi lưng, hoặc là con cá nó bơi nó cong người anh em ha. Thì đối với những trường hợp đó chúng ta xử lý càng sớm càng tốt. Khi anh em thấy con cá mình có biểu hiện đó, chúng ta nếu chúng ta có đủ thông tin, chúng ta xác định được nó bị thì chúng ta xử lý kịp thời, hạ nước thấp xuống, thấp như thế nào là hợp lý. Ví dụ con cá của anh em 40 cm, những con cá dài 40 cm như thế này, thì mực nước để cho con cá 40 cm là khoảng 10 chia làm 3 là khoảng 13 cm cho đến 15 cm đó, chưa được một nửa chiều dài cá nha. Tức là con cá nó size 40 thì mực nước nó phải thấp hơn 20, từ 15 đến 20 thôi. Thì như vậy là con cá nó sẽ giảm được tối đa cái áp lực nước lên cơ thể nó, thì lúc đó nó sẽ tự điều tiết, cái điều chỉnh lại cái hệ tiêu hóa, cái hệ đường ruột và cũng như bong bóng cá hơn anh em ha. Đối với những trường hợp cá bị nổi lưng hay chúi đầu hay là bị sình bụng đó, mà anh em để mực nước cao thì khả năng phục hồi nó cực kỳ thấp anh em ha. Và chúng ta phải tạo cái môi trường tốt nhất có thể, là ví dụ như là nước phải sạch, phải đầy đủ oxy nè, lúc đó phải cung cấp đầy đủ oxy cho nó. Cái thứ hai là cắm sưởi 32 độ cho cái nhiệt độ nó ấm lên, thì con cá nó sẽ có cái sức đề kháng tốt hơn. Rồi chúng ta cho cái gói này vào, cái gói mà đầu clip em giới thiệu mình chúng ta nè. Thuốc này là chị sinh bụng nè, lũng đầu nè, sưng mỏ nè, lỡ mình thì phân trắng biến ăn cũng xài cái này được luôn. Rồi là bị bong bóng cũng sử dụng cái này được luôn. Đã rất là nhiều người xử lý cái này và đã hết rồi. Tuy nhiên không phải là 100% thuốc gì cũng vậy, nó không phải là thuốc tiên mà cứ bỏ vô là hết. Chúng ta phải biết được là con cá mình bị cái gì. Ví dụ con cá bị sốc nước mà dẫn đến tình trạng nổi lưng hay chỗ đầu,
thì chúng ta phải xử lý triệt để cái sốc nước trước. Ví dụ như sốc nước thì chúng ta phải điều chỉnh làm sao cho con cá nó hết sốc trước, giảm sốc trước. Còn nếu hết sốc rồi, con cá bình thường rồi nhưng mà vẫn còn chú đầu thì chúng ta phải dùng cái này, chứ không phải là cái này là cái sử dụng đầu tiên. Còn đối với trường hợp mà con cá bị ăn không tiêu, bị sình bụng, bị nổi lưng hay chú đầu, cái này ok, rất ok luôn, rất là rẻ. Anh em có thể mua ở ngoài các cửa hàng khoảng mấy chục cành là có một gói rồi ha anh em, mấy chục à. Em cũng sử dụng này rất là nhiều. À, có những con cá nó bị sình bụng, nổi lưng, trị mấy cái thuốc khác không hết, bỏ này vô con đem một bình thường lại luôn. Đó. Còn đối với những trường hợp mà nặng hơn, đánh cái này do là con cá mình bị lâu rồi đó, những con cá nó bị lâu rồi nó thì cái cơ bụng, cái bong bóng của nó đó, cái đường ruột của nó đã thích nghi với cái kiểu bơi chuối đầu rồi, thì trị nó sẽ rất là khó luôn á, cực kỳ khó luôn. Cho nên là cái này khi mà anh em phát hiện á, chúng ta phải xử lý sớm. Nếu chúng ta không rành thì chúng ta có thể bấm cái số của em bên em đó, để cái số tổng đài của bên em, để bên em hỗ trợ cho mọi người chúng ta cách hướng dẫn cho nó phù hợp á. Còn nếu mà bị lâu quá rồi chữa cái này không được luôn mà bụng con cá vẫn căng, căng từ bụng cho đến là từ bụng nè, nó căng phòng tới cái hậu môn luôn, thì đó là cái đường ruột và cái bong bóng cá nó sẽ dài ra tới hậu môn luôn. Căng quá thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải can thiệp bằng cái là chích vào bong bóng đó, giống như một cái mũi kim tiêm loại lớn xíu, chích vào cái bong bóng cá và túi khí của nó đó, để cho nó xì cái khí đó ra, bụng nó xẹp lại, thì lúc đó con cá nó sẽ không còn khí trong bụng, để con cá nó không có nổi lên nữa. Còn chuối đầu là không có xử lý bằng cách đó nha, chuối đầu là không xử lý bằng cách đó. Nếu anh em là chúng ta rành thì chúng ta phải chúng ta biết làm thì chúng ta xử lý. Còn nếu mà anh em mà mình không có rành thì chúng ta cần sự hỗ trợ thì cứ bấm cái số của bên em, thì bên em sẽ hỗ trợ cho mọi chúng ta hoàn toàn miễn phí nha. Đó. Tùy theo cái trường hợp, anh em lưu ý nè, lúc tất cả những clip chia sẻ về xử lý bệnh hay là xử lý những cái việc của cá về nước vân vân, về hồ cá vân vân, thì mọi người chúng ta nên nhớ giúp em là chúng ta cung cấp đầy đủ thông tin, càng nhiều thông tin càng tốt. Chúng ta đã làm gì rồi, bị từ bao lâu rồi, để bên em có đầy đủ thông tin em tư vấn cho mình chúng ta được chính xác hơn. Và mọi người chúng ta lưu ý ha, là khi mà chúng ta trị bệnh cho con cá về những vấn đề về đường ruột, về bong bóng, thì trong quá trình xử lý, trong quá trình trị bệnh cho nó, thì mọi người chúng ta tuyệt đối không cho ăn, dù ít cũng không cho ăn, tuyệt đối nha. Mọi người chúng ta đừng có sợ con cá mình nó bị ngủm vì đói ha, không có ngủm vì đói, nhưng nếu mà chúng ta cho ăn thì hầu như nó sẽ bị lại và bị rất là nặng luôn. Cho nên là mọi người chúng ta lưu ý giúp em là cái này tuyệt đối là không cho ăn nè. Những bệnh về sù vẩy, về nấm đen, nấm trắng không cho ăn. Còn những thứ khác thì mọi người có thể cho ăn, và cho ăn ít thôi nha, ăn cho có, ăn cầm chừng thôi, chứ còn cái này là tuyệt đối là không cho ăn nha anh em lưu ý. Tại có nhiều anh em thấy con cá mình nó, mình trị cho nó lâu quá, cái thấy tội nghiệp nó quá, cái cho ăn xong rồi là xong luôn. Sau khi nó hết rồi, nó bơi bình thường rồi, mọi người chúng ta cũng duy trì thuốc thêm mấy ngày, 3 đến 5 ngày, xong khi cá khỏe bình thường rồi, chúng ta thay nước bình thường rồi đó, cá vẫn bình thường, thì chúng ta mới cho cá ăn đó. Mọi người chúng ta lưu ý ha, khi cái hệ tiêu hóa nó hoạt động bình thường lại rồi, chúng ta hãy cho ăn nhiều lên một tí, nhiều lên một tí, và tăng từ 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 từ. Đừng có thấy hết rồi mừng quá cho uống, cho ăn vô, thì lúc đó là nó sẽ bị lại. Mà mọi người biết là khi nó bị lại thì mỗi lần nó bị lại như vậy nó sẽ nặng hơn rất nhiều, và khả năng chữa được nó sẽ khó hơn. Anh em lưu ý ha. Rồi ok, chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người chúng ta trong clip tiếp theo nha. Bye bye.